Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với bài học tiếp theo của series cùng học React nhập môn. Ở trong bài học lần trước thì chúng ta đã hoàn thành xong được một cái giao diện nó khá là cơ bản như thế này. Chúng ta có danh sách những việc cần làm ở bên cạnh mỗi một công việc. Chúng ta có một cái checkbox, chúng ta phải đánh dấu tích hoặc là bỏ dấu tích đi. Ở bên này chúng ta có dấu có nút delete để xóa những cái công việc này đi. Thì làm thế nào mà chúng ta tạo ra được cái này? Thì chúng ta đã truyền một cái props gọi là to do props xuống một cái component con, tức là chuyển từ component mẹ to do xuống component con là to do item. Và cái to do item này nó sẽ render, nó sẽ hiển thị ra những cái công việc này. Nếu mà nói về mặt tổng quát thì đây là cái app của chúng ta. Thì đây chính là component mẹ to do và component con chính là to do item ở đây, thấy chưa? Ok, thế ở bài lần trước chúng ta đã hẹn nhau rằng ở trong bài này chúng ta sẽ làm cái công việc đấy là khi mà chúng ta đánh dấu tích thì là cái việc một sẽ bị gạch ngang. Cái gạch ngang đấy là như thế nào? Thì ở đây chúng ta đã có sẵn cái CSS ở đây rồi. Đấy là khi mà cái công việc to do đấy, tức là từ cái props mà chuyển từ trên xuống ấy, mà cái to do đấy mà là completed, thì ở chỗ này mình tạm thời xóa đi nhá, mình vừa mới thêm vào để thử mà. Ok, thì nếu mà cái completed đấy mà là true, tức là đã hoàn thành, thì sẽ có cái gạch ngang qua. Và completed đấy mà là false thì sẽ không có gạch ngang qua, tức là chưa hoàn thành. Ở đây nếu mà chúng ta thay đổi cái này thành true thì quay lại thì chúng ta sẽ thấy đây việc một sẽ bị gạch ngang qua, được chưa? Đấy, thế thì đấy là cái cơ chế mà chúng ta sẽ sử dụng để mà làm cho cái việc đấy khi mà chúng ta tích vào ở đây thì là công việc một sẽ bị gạch ngang. Tạm thời hiện tại thì chúng ta mới chỉ có cái gọi là cái bên nội này thôi, còn cái logic bên dưới chúng ta hoàn toàn chưa làm, được chưa? Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc đấy. Tuy nhiên trước đó thì chúng mình muốn nói về một cái mà nó nhỏ nhỏ thôi. Đó là prop types. Như ở trong bài trước thì mình đã nói về prop là dùng để truyền dữ liệu từ các component với nhau. Và ở trong trường hợp này là dùng để truyền dữ liệu từ component mẹ là to do xuống component con là to do item. Và cái props là to do props sẽ bằng to do, tức là từng công việc một đấy. Thì cái cách mà để lập trình sao cho nó hiệu quả đấy là các bạn sẽ phải sử dụng prop type ở trong React. Cái này nếu mà các bạn không sử dụng thì nó cũng chẳng vấn đề gì đâu, nó cũng chẳng làm sao đâu, miễn là các bạn viết được code cho nó chuẩn. Nhưng mà khi mà các bạn viết lỗi sai mà các bạn không có cái này thì rất là khó để tìm ra, chưa? Thì chúng ta sẽ import prop types from prop types đấy. Visual Studio Code ấy sẵn cho mình như vậy, thấy chưa? Ở đây, và sau đó chúng ta sẽ xuống cuối, chúng ta sẽ khai báo ở đây là prop types. Khai báo đấy là chúng ta nhận được prop gì thì chúng ta khai báo cái đấy. Và mình xin nhắc lại là cái này là optional, tức là có thì là rất là tốt khi mà các bạn gặp phải một cái lỗi gì mà các bạn phải debug, nó đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái giao diện của các bạn, tức là nếu các bạn viết đúng 100% code của các bạn thì là cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, được chưa? Nhưng mà thế nên là gọi là optional nhưng mà rất là khuyến khích là các bạn nên làm. Ok, thế thì prop types ở đây chúng ta sẽ có là to do item chấm prop types bằng một cái object như thế, nghĩa là cái chữ p ở trong prop types này là phải viết là p thường nhé, chứ nó không phải là cái prop types mình phải import ở đây đâu, nên là các bạn chú ý. Thì ở trong prop types này chúng ta sẽ khai báo đấy là to do props, đúng chưa? Tại vì đây là cái mà mình nhận được từ phía bên trên mà, từ cái component mẹ của nó mà to do props đây. Thì to do props này là gì? Nó là to do, tức là mà mỗi to do này như ở trong bài trước thì nó là một công việc và mỗi công việc nó là một object. Thế nên ở đây to do props nó sẽ là dạng là prop types chấm object chấm is required, được chưa? Tức là phải có cái to do props này thì cái component này nó mới hoạt động được bình thường. Thì đấy là cái nghĩa của cái is required, còn object nó là cái dạng của nó, được chưa? Thì đây là một thói quen rất là tốt khi mà lập trình trong React, là các bạn cố gắng đừng quên cái này, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả mục tiêu chính của cái video này, đấy là chúng ta phải làm thế nào để khi mà chúng ta ấn dấu tích ở đây thì việc một nó sẽ trở thành là completed và nó sẽ có gạch ngang ở đấy. Chúng ta trước khi bắt đầu vào cái đấy, chúng ta cùng phân tích qua một chút công việc chúng ta sẽ phải làm. Thứ nhất đấy là cái danh sách những công việc này và cái trạng thái xem là nó completed hay chưa, nó nằm ở cái component mẹ, component to do, component to,
để completed là true hoặc là false ở đây. Tuy nhiên cái nơi mà chúng ta ghi nhận cái hành động của người dùng, tức là khi mà người dùng bấm vào những cái hộp checkbox này, nó lại là ở phía bên dưới. Đấy là nó lại nằm ở đây, mình chúng ta sẽ phải click vào cái thành tố này, thành tố HTML này, đúng chưa? Như vậy là hành động thì ở component con, mà cái trạng thái cần thay đổi lại ở component mẹ. Thế nên là muốn truyền cái thông tin rằng là hành động component con thì phải chạy lên component mẹ, thì là như mình đã nói ở trong các tập trước, thì là chúng ta lại tiếp tục sử dụng props cho cái đấy, tại vì props là truyền dữ liệu, truyền thông tin, truyền hành động, truyền trạng thái, tất cả mọi thứ giữa các component với nhau. Tuy nhiên props ở trong trường hợp này nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút, và chúng ta sẽ cùng xem là nó phức tạp như thế nào. Ok, thì là chúng ta sẽ phải truyền một cái hàm xuống, thì cái hàm này sẽ sử dụng để thay đổi cái trạng thái ở đây. Trạng thái ở đây từ false and true. Và ở đâu sẽ gọi cái hàm đấy? Thì ở component con sẽ gọi cái hàm đấy. Được chưa? Chúng ta bắt tay vào việc luôn để các bạn có thể thấy rằng là nó như thế nào. Chúng ta sẽ có một cái hàm ở đây là mark complete. Cái này sẽ sử dụng để thay đổi trạng thái của những cái công việc ở đây. Và cái hàm này nhận vào một tham số là gọi là ID đi. Được chưa? Tại vì mình muốn thay đổi công việc dựa vào ID của cái công việc đấy, chứ mình không muốn dùng là title hoặc là công. Chắc chắn là không thể dùng là completed được rồi, tại vì completed là chỉ có hai giá trị là true và false, nó không đại diện đặc trưng cho từng công việc. Mà dùng là title thì nó có vẻ buồn cười quá, đúng không? Các bạn nếu mà học lập trình các bạn cũng biết là cái gì đấy nó cũng phải có cái ID vào. Đây, việc 3 thì ID là 3 này, việc 2 ID là 2, và việc 1 chúng ta sẽ có ID là 1. Đấy, chúng ta thêm vào như vậy để cho dễ dàng hoạt động ở trong những cái bước tiếp theo. Thì ở đây cái hàm này nó sẽ nhận vào một cái tham số là ID. Tham số này sẽ lấy từ component con đấy. Tí nữa chúng ta sẽ tới cái bước đấy. Thì hàm này nó làm gì? Đó là nó sẽ có một cái variable, một cái biến mới gọi là new to do's, tức là trạng thái to do's mới sau khi mà mỗi khi mà chúng ta click vào cái checkbox đấy, thì nó sẽ bằng với cả cái trạng thái to do cũ, tức là to do state. Và cho toàn bộ cái to do state, tức là một cái array này, cho mỗi một cái phần tử của cái array này chạy qua một cái hàm, thì mỗi phần tử đó ở đây sẽ được đưa vào thành một tham số. Chúng ta tạm gọi nó là to do đi. Cái hàm map này mình đã giới thiệu ở trong bài trước rồi. Đó, chỗ này đây, thấy chưa? Nếu mà các bạn nào vẫn chưa hiểu hàm map là cái gì thì là xem lại bài trước. Và đơn giản nó chỉ là một cái mà chạy tất cả những cái phần tử của một cái array qua một cái hàm ở đấy thôi, và trả lại một cái giá trị của cái phần tử đấy mà đã bị thay đổi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái, nếu mà todo.id, tức là nếu mà cái ID của từng cái công việc này một, được chưa, mà bằng với cả ID mà được đưa vào làm tham số cho cái hàm mark complete này, thì là chúng ta sẽ phải lật cái todo.completed của cái công việc đấy ngược với cả cái mà nó hiện đang, cái trạng thái hiện có của nó ngược với cả todo.completed, được chưa? Nếu mà todo.completed hiện nay đang là false thì nó sẽ lật lại thành true, và nếu mà là true thì ngược lại nó sẽ lật lại thành false, được chưa? Và việc này nó chỉ xuất hiện khi nào mà cái ID này trùng với cả ID mà được đưa vào cho cái hàm này thôi. Tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Còn nếu mà nó ID mà không trùng nhau thì là chả làm gì cả, được chưa? Và cuối cùng chúng ta lại return lại todo thôi. Thì công việc này chúng ta chỉ đơn thuần là lật lại thôi, từ completed thành, từ true thành false và từ false thành true. Tuy nhiên thì đây là cái new to do là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái khác mà lúc nãy chúng ta đã nói ở đây. Đấy là set to do state. Thì to do state này là dùng để thể hiện cái trạng thái của cái component này. Có thể là trạng thái ban đầu hoặc có thể trạng thái đã thay đổi. Và cái set to do state này là cái hàm mà sử dụng để thay đổi trạng thái của cái trạng thái này. Đấy chưa? Tức là set to do state sẽ thay đổi nội dung dữ liệu của to do state. Thế thì sau khi mà chúng ta đã có một cái new to do rồi, khi mà cái nào completed đã được lật rồi, thì chúng ta sẽ phải
gắn nó ngược vào cái to do state này, và muốn gắn nó ngược vào đấy thì chúng ta phải gọi cái hàm thay đổi cái to do state chính là hàm set to do state. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi hàm set to do state và sẽ gắn một cái giá trị to do state mới, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ, thì cái giá trị đấy chính là cái new to do mà chúng ta vừa mới làm xong. Ok. Đúng rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải truyền cái này xuống, truyền cái hàm này xuống, tại vì như mình đã nói lúc nãy, đấy là cái hàm này phải gọi ở component con mà. Thế thì truyền xuống, chúng ta vẫn lại sử dụng props như lần trước thôi, và chúng ta sẽ gọi cái hàm này là map complete, tức là gọi cái props này là map complete func đi, bằng với cả map complete. Đấy, các bạn nhìn thấy cái màu của cái props này nó là màu vàng, chứng tỏ đây là một cái hàm. Còn cái to do props ở trong bài trước chúng mình chuyển xuống thì đấy là to do, nó là chỉ là một cái object thôi. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái màu nó khác biệt ở đây, chúng ta cũng hiểu được phần nào. Đây là một cái hàm được chuyển xuống theo dạng props. Thì như là ở trong đầu video này mình đã nói tới, thì khi mà chuyển props xuống chúng ta phải khai báo nó, tại vì đây là một cái thói quen rất là tốt. Thì mình vừa gọi nó là map complete func, đúng không? Nó sẽ là prop types dạng function, thì sẽ là func.isRequired. Tương tự như trên, isRequired tức là phải có cái hàm này thì cái component này mới hoạt động được. Ở đây chúng ta có object, chúng ta có func, chúng ta có thể có nhiều loại khác như là string hoặc là array, được chưa? Ok, sau khi mà đưa nó xuống rồi thì chúng ta phải sử dụng nó. Đây, đây lúc nãy mình viết thử, giờ mình viết lại thì sẽ là mình sẽ tách cái đấy ra khỏi cái props, đúng chưa? Props này bao gồm có to do props ở đây và có map complete func, thì mình sẽ nghĩ ở đây là mình sẽ tách nó ra thành map complete đi. Map complete này với cả map complete này hoàn toàn khác nhau nhé. Đây nơi khai báo hàm nhé, đây các bạn có thể đặt cái này abcxyz gì cũng được, được chưa? Bằng props chấm map complete func đi. Ok, thì, nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi nó thành map complete cho nó đẹp. Ok, các bạn có thể đặt nó là cái gì cũng được. Bây giờ mình tách nó ra rồi thì bây giờ mình phải sử dụng nó ở trong này, đúng chưa? Thì sẽ bấm vào đâu? Sẽ bấm vào cái checkbox này, thì checkbox ở đấy đâu? Ở trong code thì checkbox ở đấy đây. Như vậy khi mà chúng ta bấm vào checkbox này thì chúng ta sẽ phải gọi cái hàm này và chúng ta truyền cái tham số là cái ID của cái công việc đấy vào, để cho nó được nhảy lên trên cái component mẹ và nó chuyển cái completed này từ false thành true và ngược lại. Thế thì chúng ta sẽ gán một cái gọi là listener vào đây. Thì cái listener này, các bạn nếu mà đọc tài liệu hướng dẫn của React thì các bạn sẽ có nhiều kiểu. Chúng ta ở đây chúng ta có onChange bằng map complete. Được chưa? Ở đây cái onChange này là từ khóa của React. Chúng ta có thể có nhiều thứ, ví dụ ở đây tí nữa chúng ta sẽ có onClick ở đây. Tại vì đây là một cái nút thì chúng ta sẽ có cái listener là onClick. Tất cả những cái này đều có ở trong tài liệu của React, thì các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy. Thì khi mà cái checkbox này được thay đổi, tức là mỗi khi mà chúng ta bấm vào hoặc là không bấm nữa ấy, tích hoặc là untick, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm map complete. Và cái hàm này nó nhận vào, như lúc nãy chúng ta khai báo đây là nhận vào một cái giá trị là ID, thì ở đây chúng ta phải đưa vào đây là todo.id, được chưa? Ok, sau đó chúng ta sẽ phải có một cái giá trị ở đây là check. Tức là cái check này không phải là của React nhé, onChange này là của React, được chưa? Trong toàn bộ cái dãy này mình nói sơ qua lại này, input này là của HTML, type bằng checkbox là của HTML, onChange này, cả cái cụ này đây là của React. Còn cái check này là của HTML nhé, tức là cái trạng thái của cái checkbox này nó có được check hay không. Thế thì check này sẽ bằng là todo.completed. Cho nên nếu mà đã completed là true thì nó sẽ check sẽ bằng true, đúng chưa? Và nếu mà completed là false thì check sẽ là false. Tức là nếu mà đã hoàn thành thì sẽ có cái dấu kiểm ở đấy, còn nếu mà chưa hoàn thành thì sẽ không có cái dấu gì. Tức là chúng ta thử vào đây xem sao. Lỗi gì đây?
Theo mình thì lỗi này đấy là tại vì ở đây chúng ta gọi cái hàm mark complete này nhưng mà chúng ta thiếu một cái quan trọng. Cái này là cái gọi là cái mẹo của React. Đấy là cái hàm mark complete này phải được gọi ở trên cái component này, thì là chúng ta phải có một cái dòng đây là bind, xong rồi this, xong rồi phải to-do, tức là gán cái hàm mark complete này được gọi lên trên cái component này, tức là by.by, xong rồi mở một this, xong ở đây chúng ta mới truyền tham số cho nó, tức là cái tham số ID ấy. Đấy, thì ở đây là một cái mẹo nho nhỏ của React. Chúng ta thử xem cái mẹo này có giải quyết cái vấn đề đấy không. Đấy, giải quyết xong rồi. Ok, thế bây giờ chúng ta thử xem sao. Việc 1, nó đã gạch ngang ra rồi. Đóng việc 1 lại, được chưa? Việc 2, gạch ngang. Việc 3, được rồi. Thế làm thế nào mà để kiểm tra cái này? Thì nhân tiện video này thì mình giới thiệu luôn một cái gọi là React DevTools. Thì các bạn có thể tải cái này về và cài và lên Google hoặc là Google Chrome hoặc là Mozilla Firefox. Ở đây thì mình đang dùng Mozilla Firefox. Sau đó các bạn bật cái console này lên. Chắc các bạn kiểu gì cũng biết là cách bật cái console đúng không? Control Shift cộng với cả Y. Thì các bạn sẽ bật được cái bảng console của cái browser các bạn lên. Và chúc các bạn sau khi mà cài xong thì chúng ta sẽ có cái React DevTools ở đây. Chúng ta sẽ nhìn vào cái component. Ở cái component này, như đây là cái toàn bộ cái biểu đồ của cái cấu trúc của cái component của chúng ta. Các bạn có thể thấy app này, xong rồi header này, xong rồi to do, xong dưới to do thì có to do item y hệt cái mà mình vừa vẽ đây. App này, xong rồi header này. Header thì ngang với cái to do này, dưới to do thì có to do item. Đây chúng ta thử xem là to do item này. Đây thì các bạn thấy to do props này completed đang là false, ID là 1, title là việc 1. Đấy, chúng ta thử bấm vào đây xem ra. Ok. Đấy, các bạn thấy completed là true chưa? Đấy. Bấm vào việc 2. Các bạn xem to do item của thằng việc 2 xem sao. Đấy thì completed là true này. Mình thử bấm vào việc 2 lần nữa xem để cho cái này là completed xem nó có nhảy thành false không. Đấy, nó nhảy thành false rồi. Và nếu mà các bạn kiểm tra cái component mẹ của nó, đấy là vào cái mục hooks này đi, thì các bạn nhìn thấy state ở đây. Đấy, thì đây là chính là cái to do state lúc nãy của mình, bao gồm 3 công việc đấy. Thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là cái việc 1 completed của mình là true này, việc 1 này, việc 2 completed là false. Đây chúng ta thử bấm completed vào việc 2 xem sao. Đấy thì completed ở đây là true. Bấm vào việc 3, completed ở đây cũng là true. Chúng ta lại bấm ngược lại, untick thì completed là false. Đấy thì cái này là một cái, cũng là một cái rất là quan trọng, đấy là React DevTools thì rất là hữu dụng khi mà các bạn phát triển và các bạn có thể nhìn thấy cái props của các bạn, nhìn thấy những cái, ví dụ đây các bạn có thể nhìn thấy là mark completed func, cái hàm các bạn chuyển xuống, và nhìn thấy to do props của các bạn chuyển xuống nó là như thế nào. Render by, render by to do là component mẹ và app là component mẹ của to do. Đấy, nó có rất là nhiều những cái công dụng ở trong đây mà để cho chúng ta khám phá. Và cái công dụng mà hữu hiệu nhất, mà thường dùng nhất, đấy là xem là props của nó như thế nào, trạng thái của nó như thế nào, xem mọi thứ của một cái component như thế nào. Ok, thì đấy là cái video này của chúng ta, và chúng ta đã hoàn thành cái chức năng đấy là khi mà đánh dấu tích vào hoặc là bỏ dấu tích đi thì cái trạng thái nó sẽ được gạch ngang hoặc là không gạch ngang một cách như ý. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.